Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 được đánh giá là năm có nhiều điểm sáng và đột phá đối với ngành công thương. Những nỗ lực tái cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành ngay từ đầu năm cho tới kết quả xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm. Và hơn cả là những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đây được coi là hành động cụ thể của Bộ Công Thương nhằm thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về xây dựng một chính phủ kiến tạo, coi năm 2017 là năm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Có thể nói, năm 2017 là năm thắng lợi của ngành công thương trong việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện kinh doanh tối đa cho doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 3610A về phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện có. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, đây là bước đột phá trong lịch sử của ngành. Mà nếu tất cả các bộ làm như thế thì tôi nghĩ rằng đây chính là lâu nay chúng ta nói đột phá thì đây chính là chỗ đạt được cái đột phá trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Năm 2017 thì bộ đã ra quyết định và cam kết là sẽ cắt giảm tiếp tục 50% các cái điều kiện kinh doanh mà họ đang nắm giữ. Thì hy vọng năm 2018 sẽ được hiện thực hóa. Và nếu điều này làm tốt, nó sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực mà Bộ Công Thương quản lý nói riêng. Đối tượng hưởng lợi chính từ việc cắt giảm chính là các doanh nghiệp. Họ ủng hộ quyết định và kỳ vọng nhiều hơn nữa trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của ngành công thương. Và đương nhiên, họ cũng sẽ có những nghi ngại. Bộ Công Thương cũng đã cắt loạt tới khoảng trên 50% các cái dạng gọi là các cái điều kiện kinh doanh. Tất nhiên người ta cũng suy nghĩ rằng là có thể là cái điều kiện đó nó có thể sẽ nảy sinh thêm những cái khác hay không? Ví dụ những cái giấy phép con của ngành nọ ngành kia hoặc là ủy ban tỉnh. Lý giải cho những băn khoăn của doanh nghiệp, Bộ Công Thương khẳng định việc cắt giảm hơn 675 điều kiện kinh doanh thể hiện một tư duy xuyên suốt của Bộ hơn một năm qua trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính vì thế, không có chuyện xung đột lợi ích. Một trong năm nguyên tắc mà chúng tôi đề ra cho việc cắt giảm cũng như là duy trì các điều kiện kinh doanh là phải tuân thủ các tiêu chí quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư 2014. Và nếu đã có những tiêu chí đó rồi thì từ nay trở đi, anh ban hành các điều kiện kinh doanh thì anh phải căn cứ vào các tiêu chí đó. Thì đấy cũng là một việc mà cản trở việc tái lập trở lại các điều kiện kinh doanh đã bị cắt giảm. Bộ Công Thương khẳng định, rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt cùng với sự phát triển của toàn ngành trong thời gian tới và con số 675 sẽ là thực chất chứ không phải đưa ra cho đẹp. Mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh chính là nhiệm vụ của ngành công thương trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo. Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ngay trước thời điểm Thủ tướng ký ban hành chỉ thị 20, có 37% số doanh nghiệp thuộc diện khảo sát được thanh tra kiểm tra trong năm 2016 thì có khoảng 13,8% doanh nghiệp bị kiểm tra từ 4 lần trở lên. Trong những doanh nghiệp có từ 2 cuộc kiểm tra trở lên, 52,4% lượt doanh nghiệp cho rằng các cuộc kiểm tra có những nội dung giống nhau. Cá biệt có những doanh nghiệp bị kiểm tra 9 lần trong một năm. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu tình trạng thanh tra kiểm tra kiểm toán ở một số bộ ngành địa phương còn nhiều bất cập. Hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra của các bộ ngành và thanh tra tỉnh vẫn chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến tần suất các cuộc thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp vẫn còn cao. Qua điều tra chúng tôi cho thấy rằng cái tỷ lệ thanh tra kiểm tra vẫn còn làm gánh nặng tương đối lớn với doanh nghiệp. Số lượng các cuộc thanh tra còn nhiều, số giờ cuộc thanh tra còn cao và rõ ràng là cải cách hơn nữa cái thủ tục hành chính sau khi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh là một cái áp lực rất là lớn mà các địa phương cũng như các bộ ngành cần phải thực hiện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị giữa Thủ tướng và doanh nghiệp năm 2017 diễn ra vào trung tuần tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 20 yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đây là chỉ thị hết sức quan trọng, nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là bước tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Để làm rõ hơn những kết quả và tình hình thực hiện chỉ thị 20 của Chính phủ tại Thái Nguyên trong năm 2017 vừa qua, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hội nghị giữa Thủ tướng và doanh nghiệp năm 2017 diễn ra vào trung tuần tháng 5,
thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20 yêu cầu về chấn chỉnh cái hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Thì ông đánh giá như thế nào về việc ra đời của chỉ thị này? Cái việc ra đời của chỉ thị 20 thì giải tỏa được rất nhiều các cái băn khoăn, cái bức xúc của các cái doanh nghiệp trong cái thời điểm đó. Cách đây 2 năm khi mà tôi dự một cái diễn đàn kinh tế thì về một cái những cái sản phẩm nông nghiệp thì có một cái đơn vị họ đứng dậy họ phát biểu ý kiến thẳng thắn là chúng tôi mấy tháng khai trương đầu tiên ấy, là có khoảng 7 đoàn kiểm tra về thanh kiểm tra tại cửa hàng. Thì riêng cái thời gian để chúng tôi tiếp đoàn kiểm tra ấy, thì nó đã hết cái quỹ thời gian của chúng tôi rồi, không còn thời gian nào mà để tập trung vào kinh doanh, không còn thời gian nào mà tập trung vào những cái chiến lược hoặc là tiếp cận khách hàng hay là như thế nào đấy. Còn đối với các doanh nghiệp khác cũng vậy, thường thường thì tôi nghĩ là sẽ có khá nhiều các doanh nghiệp trước đây là mỗi năm là sẽ thường là thanh kiểm tra 2-3 đoàn thanh kiểm tra về, có những doanh nghiệp như vậy. Thế thì cái chỉ thị 20 ra đời ấy, thì doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hạn chế cái việc thanh kiểm tra. Mỗi năm thì chỉ thanh kiểm tra tối đa một lần, không quá một lần. Thế thì đây là một cái chính sách đối với doanh nghiệp, là một cái chính sách rất tuyệt vời mà Thủ tướng Chính phủ đã ủng hộ cho cái sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đánh giá từ phía doanh nghiệp thì việc triển khai chỉ thị 20 của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017 là như thế nào thưa ông? Theo tôi đánh giá thì mỗi một cái thực hiện một cái chủ trương, một cái chỉ thị thì nó sẽ có cái độ trễ nhất định. Cũng phải cần một cái thời gian nhất định nào đó để cho nó phát huy được cái hiệu quả. Thì về cơ bản là tôi đánh giá là tỉnh Thái Nguyên thì thực hiện rất tốt cái chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần thêm cái thời gian nữa để chúng ta đánh giá cái kết quả của cái việc thực hiện này. Đến thời điểm này thì phản ứng của cộng đồng doanh nghiệp đối với chỉ thị này như thế nào? Có còn hay không cái tình trạng thanh kiểm tra chồng chéo, trùng lắp và chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện? Trong cái thời gian vừa qua thì cái lượng mà những cái ý kiến về việc mà thanh kiểm tra thì đã có giảm bớt. Tuy nhiên là thường thì khi mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì các cái doanh nghiệp người ta cũng rất là ngại chia sẻ. Bởi vì phải nói thật là như thế này, trong cái hệ thống luật doanh nghiệp của chúng ta ấy, thì là một cái hệ thống gọi là rất là lằng nhằng, rất là phức tạp, chồng chéo. Thế thì ngay kể cả những cái người mà người ta nghiên cứu chuyên môn sâu về luật ấy, người ta cũng nhiều lúc còn nhầm lẫn nữa là doanh nghiệp. Thì chúng tôi thì thuần túy là kinh doanh, chúng tôi cũng có đọc có hiểu để tránh những cái việc mà vi phạm pháp luật. Nhưng mà cái việc mà những cái lỗi nhỏ ấy thì sẽ không tránh được. Chính vì vậy thì theo tôi thì nên có cách nào đấy để khuyến khích, để động viên các cái doanh nghiệp chia sẻ tất cả những cái trăn trở đó và cùng tháo gỡ, cùng giải quyết. Trong năm 2017 thì ông đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực cải cách cũng như là cái điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh Thái Nguyên? Trong năm vừa qua thì có rất nhiều các cái buổi gặp mặt, buổi tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành và đặc biệt là Hội đồng nhân dân tỉnh cũng có cái buổi mà tiếp xúc với lại các cái giới doanh nghiệp để làm sao mà tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp mà giúp họ để tháo gỡ, tức là những cái khó khăn vướng mắc giải quyết triệt để. Thì tôi đánh giá năm 2017 là chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp phát triển. Và ngược lại, mọi vấn đề nó cũng phải từ hai phía, doanh nghiệp cũng phải ghi nhận và có những hoạt động tích cực lên để cùng với lại chính quyền địa phương để phát triển cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cái sự phát triển kinh tế địa phương. Một lần nữa xin được cảm ơn ông về những chia sẻ.
Đến đây thì chuyên mục Hành trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.